Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đón xem chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 10 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi gồm 8 chương với 79 điều, giảm 1 điều so với luật hiện hành. Cùng với đó là bãi bỏ 8 điều, bổ sung mới 9 điều, sửa đổi bổ sung khoảng 70 điều của luật hiện hành. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung quy định tại dự thảo luật, đồng thời đề nghị bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ một số điểm còn chưa rõ ràng trong dự thảo luật, như bổ sung thêm quỹ tín dụng ưu đãi đối với người lao động, quy định rõ thêm trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến giải thích nội dung về quyền và nghĩa vụ của người lao động, trách nhiệm của cơ quan tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động, thẩm quyền của cơ quan tổ chức tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp lao động, có chế tài quy định cụ thể đối với người vi phạm lao động hợp đồng, làm rõ nội dung phối hợp giữa các bộ ngành liên quan, nghiên cứu rà soát lại những nội dung có tính thực tiễn cao để cụ thể hóa trong luật, bổ sung thêm điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định cụ thể lý do lao động phải về nước trong trường hợp bất khả kháng để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị đã được đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh tiếp thu đầy đủ. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tổng hợp để trình Quốc hội xem xét. Thưa quý vị khán giả, dưới sự chủ trì của đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các sở, ngành địa phương và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 08 ngày 26 tháng 4 năm 2016 của tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2016-2020. Kết quả, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có hơn 340 doanh nghiệp được thành lập mới, thu hút được hơn 70 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng. Đến nay, 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin qua phần mềm ứng dụng riêng. Năm 2019, Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động. Có 15 sở ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm theo cơ chế một cửa điện tử. Đến nay, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp tỉnh đạt 77%, cấp huyện đạt 81%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp tỉnh đạt 24%, cấp huyện đạt 9%. Mặc dù chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 47, nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019 vẫn xếp thứ 59 trên 63 tỉnh, thành phố. Đại diện các doanh nghiệp, các sở ngành cũng đã nêu lên những khó khăn, hạn chế dẫn đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt thấp. Như dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chưa được cải thiện, một số doanh nghiệp còn bị nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn hạn chế. Tỉnh còn thiếu quỹ đất để thu hút đầu tư, số lượng doanh nghiệp phát triển chậm, hoạt động chưa hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, tỉnh Bắc Cạn xác định trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Muốn làm được điều này, các đại biểu cho rằng cần duy trì việc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải cho rằng, nếu không chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, thì sẽ không đưa ra được các giải pháp để triển khai trong thời gian tới và khó có thể cải thiện được chỉ số năng lực cạnh tranh.
nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, tỉnh cần tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp bởi thời gian qua, việc hỗ trợ chủ yếu dành cho các hợp tác xã, cần có giải pháp phát triển doanh nghiệp, thường xuyên có sự gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Vấn đề giữa cải cách hành chính này với cái năng lực cạnh tranh ta phải đồng hành với nhau, không thể có một quả đâu. Thì vấn đề cải cách hành chính ta muốn phải tập trung. Thì rất thuận lợi là quan kiện là đảng bộ tỉnh là hai cái nội dung nó là một. Là một trong bốn trọng tâm. Thì tới này ta sẽ đồng bộ lại. Làm thêm. Đó là kinh nghiệm qua cái giai đoạn vừa rồi ta đã làm được một phần cải cách chính. Visa ta làm một phần thôi. Chưa làm được thì tới này ta từ cái đấy ta sẽ làm tốt hơn. Làm tốt hơn. Và trong 10 chỉ số ta tìm ra được cái 7-6 chỉ số kia, tôi nghĩ là ta sẽ làm được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành nghị quyết của tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp đối với các chương trình dự án. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt hạn chế và đề ra giải pháp cụ thể, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ nay đến năm 2025. Huyện ủy Bạch Thông vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Đức Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lăng Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại hội nghị đã thông qua tờ trình của Huyện ủy Bạch Thông xin ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị ban thường vụ, hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tin tưởng với tinh thần đoàn kết là đảng bộ vinh dự được Tỉnh ủy Bắc Cạn tin tưởng chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu điểm đảng bộ cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị sẽ sáng suốt lựa chọn giới thiệu được nhân sự đủ tiêu chuẩn, năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức và uy tín để kiện toàn bộ máy lãnh đạo của huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đến thời điểm này, huyện Bạch Thông đã giao khoán hơn 10.000 ha rừng tự nhiên phòng hộ cho hơn 560 hộ, nhóm hộ gia đình bảo vệ. Trong đó, 50 nhóm hộ gia đình, cộng đồng thôn được giao khoán bảo vệ hơn 7.500 ha, 510 hộ gia đình được giao khoán bảo vệ hơn 2.500 ha. Theo quy định, mỗi 1 ha rừng được giao khoán, các hộ, nhóm hộ, cộng đồng thôn sẽ được hỗ trợ khoảng 400.000 đồng một năm. Đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Bạch Thông đã hoàn thành công tác ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ, nhóm hộ dân và cộng đồng thôn quản lý. Theo hợp đồng, tại những diện tích rừng được giao khoán, người dân cam kết không để xảy ra các vụ vi phạm lâm luật, không để xảy ra cháy rừng. Thưa quý vị khán giả, cây nho hạ đen có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã được trồng thử nghiệm thành công ở nhiều nơi. Nhận thấy giá trị kinh tế cao từ loại cây ăn quả này, bà Triệu Thị Nga ở thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn đã đi học hỏi kinh nghiệm tại tỉnh Lạng Sơn và mang giống nho này về trồng. Đến nay, sự mạnh dạn của bà đang mang lại những tín hiệu vui. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tôi đang có mặt tại vườn nho Hạ Đen ở tại thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. Vườn nho này được một người dân, đó là chị Triệu Thị Nga ở thôn Nà Kéo, mang về trồng được hơn 2 năm nay. Và hiện cho đến hiện tại thì vườn cho nho phát triển khá là tốt và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Theo chia sẻ của bà Triệu Thị Nga, năm 2018, bà đã sang Lạng Sơn học tập kinh nghiệm và nhập 500 cây giống nho hạ đen. Mỗi cây có giá 50.000 đồng mang về trồng. Đến nay, bà Nga đã nhân lên 1.500 cây trồng trên diện tích 0,5 ha. Sau hơn 1 năm, vườn nho hạ đen đã cho những lứa quả đầu tiên. Vụ đầu, bà thu hoạch được hơn 2 tạ quả với giá bán tại vườn là 150.000 đồng 1 kg. Bà thu về hơn 30 triệu đồng. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu thì các loại cây trồng ở khu vực phía Đông Bắc này chịu được khí hậu lạnh thì chỉ có... Mà có hiệu quả kinh tế cao ấy, thì mình cũng xem xét kỹ là chỉ có cái cây nho hạ đen này là hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác. Thì từ đó mình có quyết định cải tạo đất rồi trồng đầu tư trồng cái cây nho hạ đen không hạt này. Nếu mà cứ tính độ mức trung bình này, mỗi một cây thì sau 2 tuổi thì nó sẽ cho mình được khoảng 3 đến 5 cân quả. Thì nếu với giá trị như
bình trung bình ở trên thị trường cây nho hạ đen này đang bán là 130 đến 150 nghìn một cân, thì nó là cái hiệu quả kinh tế tương đối tốt, thì ổn định. Do trồng trên đất đồi nên việc chăm sóc cây nho hạ đen ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi đất cằn lại thiếu nước tưới. Do vậy bà Nga đã phải mất rất nhiều công sức để cải tạo đất, đầu tư dây dẫn đưa nước về vườn. Với bàn tay cần cù chăm sóc của bà Nga, vườn nho đã phát triển tốt và cho quả ngay sau một năm trồng. Theo bà Nga, việc trồng nho hạ đen không khó nhưng cũng đòi hỏi phải biết kỹ thuật, từ khâu làm cỏ, tỉa mầm đến việc bón phân. Nếu chăm sóc không đúng, đặc biệt ở khâu cắt tỉa cành thì nho sẽ không ra quả. Quá trình nho đậu quả và phát triển cần thường xuyên tỉa những quả nhỏ để đảm bảo nho to đều, chất lượng ngon, ngọt. Bây giờ là thân mẹ lên đây, nách thì phải vặt hết. Toàn bộ nếu mà nách bọc ra đây là phải vặt đi chỉ để một thân. Trước đây là nó có lá nhưng bây giờ rồi nó rụng. Thế lên đến đây, lên đến dàn chạm, dàn là dàn cao hơn mặt đất khoảng 1 mét. Thì bấm ngọn đi chỉ để hai nách cuối cùng ra để chia lấy cành tạo cành cấp 1 đây. Đây là hai cành cấp 1. Hai cành phải chia ra đây. Xong là được, khi có cành cấp 1 thì lại đủ 4 lá lại bấm ngọn. Bấm ngọn thì để hai cái nách ngoài cùng, hai cái nách ngoài cùng này thì lại tạo cành cấp 2 đây, đây gọi là cành cấp 2. Đấy. Cành cấp 2. Thì cành cấp 2 này lại lược 4 lá, 1 2 3 4 này cũng lại bấm ngọn phát nữa. Thì lại để hai nách ngoài cùng đây, lại lên hai lên lấy hai cành lên tiếp thành lại tạo cành cấp 3. Để đảm bảo nguồn giống mở rộng diện tích trồng nho, sau năm thứ nhất bà Nga đã tự ươm hàng nghìn cây giống ngay tại vườn. Vụ nho năm nay do bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên nhiều cây nho khi ra hoa bạt phủ bị hỏng dẫn tới không đậu quả. Tuy nhiên, theo bà Nga, dự kiến năm nay bà vẫn sẽ thu được từ 1,5 tấn đến 2 tấn quả nho. Việc đưa giống nho hạ đen về trồng tại xã Thượng Quan bước đầu cho thấy đây là loại cây trồng khá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và mở ra nhiều triển vọng phát triển cây nho hạ đen tại nhiều địa phương khác ở huyện Ngân Sơn. Hiện nay, huyện Ba Bể có hơn 600 hộ dân chăn nuôi đăng ký tái đàn lợn với tổng số lượng gần 3.000 con. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vừa bùng phát trở lại ở nhiều xã trên địa bàn, huyện Ba Bể yêu cầu các hộ chăn nuôi muốn tái đàn cần đăng ký nhu cầu, số lượng và sau khi kiểm tra đủ điều kiện mới được tái đàn. Đối với những nơi có dịch chưa qua 30 ngày chưa được phép tái đàn, do giá lợn hơi vẫn ở mức cao nên nhu cầu tái đàn lợn của người dân khá lớn. Hiện trên địa bàn huyện Ba Bể đang có hơn 1.500 hộ chăn nuôi lợn với số lượng trên 24.700 con. Huyện Ba Bể đã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình dự án như chương trình 30A, 135, nông thôn mới để hỗ trợ người dân trong sản xuất nhằm đảm bảo thay thế, bù đắp nguồn thực phẩm thiếu hụt trong chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để đàn vật nuôi phát triển ổn định. Trong những năm qua, cùng với các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh, đồng bào dân tộc Mông đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình kinh tế mới, nhiều cách làm hay đã được bà con áp dụng hiệu quả. Tại thôn Pù Lùng 2, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, người dân nơi đây đã biết phát huy thế mạnh địa phương, đó là phát triển chăn nuôi đại gia súc, làm hướng đi chính để thay đổi cuộc sống. Hôm nào cũng vậy, công việc đầu tiên trong một ngày của anh Lầu A Hồng đó là lên nương, cắt những mầm cỏ xanh non đem về nhà, dùng làm thức ăn cho những con trâu đang được nhốt trong chuồng. Đây là một trong những cách làm được nhiều người dân ở thôn Pù Lùng 2 thực hiện để vỗ béo trâu bò trước khi xuất bán. Ngoài nuôi trâu vỗ béo, gia đình anh Hồng còn chăn nuôi cả trâu sinh sản để tự gây giống. Nuôi mẹ con thì nó lớn như là con này. Phải nuôi cho lớn thì mới bán được. Trong thôn mình cũng nhà nào cũng có, nhưng mà nhà nào đông người ấy, thì có thể nuôi nhốt một hai con ở chuồng, nhưng mà ít người thì cũng thả đi thôi. Không chỉ có gia đình anh Hồng, gần như tất cả 80 hộ người Mông ở thôn Pù Lùng 2 này đều lấy chăn nuôi trâu bò làm hướng đi chính trong phát triển kinh tế. Theo bà con, so với cây ngô, cây đỗ, việc chăn nuôi này dù cần kỹ thuật và số vốn đầu tư ban đầu lớn hơn, nhưng hiệu quả mang lại rõ rệt và hoàn toàn không khó. Bởi đây là loại vật nuôi đã gắn bó lâu đời với cuộc sống của người dân. Trước kia, bà con chủ yếu nuôi mỗi nhà từ 1 đến 2 con để lấy sức kéo và phân bón ruộng. Nhưng từ khi nhu cầu của thị trường các tỉnh miền xuôi về tiêu thụ trâu bò thịt ngày một tăng, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc đã được bà con người Mông ở đây chú trọng. Từ 1-2 con ban đầu, bà con tự gây giống hoặc gia đình nào có điều kiện thì mua thêm từ những địa phương lân cận về nuôi. Có hai cách chăn nuôi chính được người Mông ở thôn Pù Lùng 2 áp dụng, đó là chăn thả tự nhiên ngoài đồi, ngoài bãi và nuôi vỗ béo tại chuồng. Với cách làm này, một tháng mỗi con trâu bò có thể cho lãi từ 1 đến 3 triệu đồng. Đa số người dân đều thực hiện nuôi song song cả hai phương pháp để phù hợp với điều kiện thực tế. Chăn thả khi lúc
lúc nào mình muốn bán thì mình ấy nuôi trồng chuồng, lấy cỏ về mua bán để lấy lãi thì chắc tầm 2 tháng 3 tháng. Con thì ví dụ mình nuôi béo thì bán được 3-4 triệu. Là bà con đồng bào Mông có truyền thống chăn nuôi đại gia súc và có kinh nghiệm thực hiện tốt, cụ thể là ở thôn Pù Lùng 2 là phát triển rất mạnh. Và hiện nay cũng xuất hiện thêm là cái dịch vụ vận chuyển buôn bán châu bò. Trên địa bàn đã có 5 xe tải, trọng tải từ 3 tấn rưỡi đến 5 tấn, thường xuyên vận chuyển cái số lượng hàng hóa về châu bò đi các chợ ở huyện Bắc Nẵm, rồi là đi thu thập ở Điện Biên, tỉnh Điện Biên về, rồi là ở tỉnh Nghệ An về, cũng là tạo điều kiện để mở rộng cái lĩnh vực này. Hiện nay đàn châu bò của thôn Pù Lùng 2 luôn dao động từ 200 đến 230 con. Vượt qua khó khăn, khai thác thế mạnh của địa phương và đặc biệt là vận dụng kinh nghiệm vào chăn nuôi châu bò, người dân ở thôn vùng cao này đang từng bước xóa đói, giảm nghèo. Những nội dung. Trận mưa tối qua mùng 9 tháng 9 đã khiến sạt lở ta luy dương trên tuyến đường 258 gây tắc đường. Theo hình ảnh từ hiện trường gửi về, một lượng đất đá lớn sạt trượt xuống đường đã gây tắc đường cục bộ ở km số 7 thuộc địa phận thôn Pùng Trầm, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Sau khi được Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Bắc Cạn tiến hành khắc phục, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay đã thông xe. Những ngày này có nhiều trận mưa lớn gây nguy cơ sạt lở, lũ quét. Người dân cần cảnh giác khi tham gia giao thông trên các tuyến đường đồi núi. Hiện nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông là hơn 2,5 tỷ đồng, tăng hơn 500 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội là hơn 1,6 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế là hơn 400 triệu đồng, còn lại là nợ bảo hiểm thất nghiệp. Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là do tác động của dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp, nhất là ở nhóm doanh nghiệp nhỏ hoạt động sản xuất khó khăn. Bảo hiểm xã hội huyện Bạch Thông đang tập trung rà soát các đơn vị nợ, ban hành công văn nhắc nhở, yêu cầu đơn vị sử dụng lao động chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đối với những đơn vị chây ì, trốn đóng, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện công khai danh sách trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian qua, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu đã góp phần phát triển nguồn nhân lực nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn với ông Quách Đăng Quý, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Bắc Cạn xung quanh vấn đề này. Xin ông cho biết, trong cái thời gian qua, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã có những cái kết quả như thế nào ạ? Và được sự đầu tư hỗ trợ của Trung ương thì trong 10 năm từ 2010 đến 2020 thì tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo tập trung đào tạo nghề nông nghiệp là chính. Cho đến nay thì trong tổng kết 10 năm lại thì riêng về lao động mà qua đào tạo nghề nông nghiệp thì chúng ta đào tạo được là 21.699 lao động, đạt so với kế hoạch là 73%. Những cái thuận lợi cũng như là khó khăn trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong cái thời gian qua thì gồm có những cái thuận lợi khó khăn gì ạ? Thực hiện đào tạo nghề thì nó có mấy cái thuận lợi mà chúng tôi thấy, đặc biệt là được cái sự quan tâm chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. Hai là cái chính sách đào tạo nghề thì nó phù hợp với bối cảnh mà nhu cầu của người lao động trong cái thời mà chúng ta sản xuất hàng hóa. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều cái khó khăn, đặc biệt là cái đa số cái lao động nông nghiệp mà qua đào tạo thì chỉ phục vụ chính cho cái việc cái nghề người ta đang sẵn có bằng kinh tế hộ của người ta, chứ chưa phải đáp ứng cho các cái doanh nghiệp hay là các hợp tác xã. Và một cái khó khăn nữa ấy, là cái nguồn để mà đi học nghề, là nhiều khi mà rà soát có nhu cầu, khi đầu năm thì có, nhưng mà đến lúc tổ chức thì lại không có mặt nữa, họ thay đổi nhu cầu.
giải pháp của tỉnh Bắc Cạn trong cái thời gian tới đối với việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thì gồm có những cái giải pháp gì nhiều ạ? Chúng ta phải tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của các cấp ủy về cái vai trò của cái việc là nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực để phục vụ cho cái mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sau đó thì sẽ tập trung mọi cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái khu vực sản xuất, tập trung nguyên liệu cho các doanh nghiệp và các hợp tác xã để tạo ra nguồn nguyên liệu lớn, quy mô lớn và tạo ra những sản phẩm hàng hóa đặc thù của các địa phương. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị khán giả, trong xây dựng chương trình dạy học và sách giáo khoa mới hiện nay, mục tiêu đặt ra không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức mà còn hướng đến phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Chính vì vậy, những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Bắc Cạn đã triển khai nhiều phương pháp, mô hình đổi mới theo hướng dạy học tích cực, phát huy phẩm chất, năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Qua đó, thay đổi tư duy, phương pháp dạy học từ thụ động sang hướng tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thay cho những con số hay chữ viết khô cứng, các em học sinh khối 1 trường tiểu học Nông Thượng thành phố Bắc Cạn bắt đầu năm học mới bằng một buổi tham quan, tìm hiểu về trường lớp. Các em được làm quen với thầy cô, giới thiệu về các phòng học, nhà chức năng, thư viện. Theo các thầy cô giáo thì việc cho học sinh làm quen với môi trường học tập mới trước khi bắt đầu vào các môn học chính sẽ giúp các em thoải mái về tâm lý cũng như hiểu được nền nếp, phương pháp học tập, từ đó tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Thu hút được học sinh hứng thú trong cái việc học tập thì đơn vị cũng sẽ là khuyến khích là giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học mới, chuyển đổi từ cái phương pháp và truyền thụ kiến thức sang cái vai trò giáo viên là người tổ chức hoạt động theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và phát huy năng lực của học sinh. Thời gian qua, ngành giáo dục đã triển khai nhiều phương pháp, mô hình đổi mới theo hướng dạy học tích cực, phát huy phẩm chất năng lực học sinh, trong đó mô hình trường học mới là bước khởi đầu khá quan trọng. Mô hình đã tập trung vào các yếu tố đổi mới thông qua hướng dẫn học sinh tự học trên cơ sở bộ sách giáo khoa giữ nguyên kiến thức như thông thường, nhưng phương pháp chuyển từ tập trung trình bày kiến thức sang hướng dẫn hoạt động học cá nhân và học tương tác để tìm tòi phát hiện kiến thức mới. Mặt khác, mô hình cũng xây dựng các tập thể học sinh tự quản, đổi mới không gian lớp học để hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Giáo viên chuyển từ vai trò là người truyền đạt kiến thức sang là người tổ chức hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ hoạt động học dựa theo sách giáo khoa và sách giáo viên. Mô hình này đã được thực hiện tại 100% các trường học cấp học trên địa bàn tỉnh. Tôi cũng đã được đổi mới dần dần trong các năm gần đây rồi và sử dụng rất nhiều các phương pháp dạy học tích cực để làm sao mà nâng cao cái hứng thú học tập cũng như cái năng lực của từng bạn học sinh, từng cháu học sinh. Và bản thân tôi thì trong các giờ học thì thường xuyên sử dụng các phương pháp tích cực như là trò chơi này hay là các câu hỏi và vấn đáp để giúp các cháu phát huy cao nhất được cái năng lực học tập của từng cá nhân mình. Và để cho các em được chủ động sáng tạo, chủ động lĩnh hội kiến thức, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho các em theo chương trình. Thế chính vì vậy mà khi thực hiện theo cái phương pháp dạy học mới thì giáo viên của chúng tôi đa số là không gặp quá bỡ ngỡ, quá khó khăn và chỉ cần tiếp cận và thực hiện theo đúng cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện lồng ghép, tích hợp một số nội dung như giáo dục địa phương, giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học như ngữ văn, lịch sử, địa lý, sinh học, giáo dục công dân. Hiện nay 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã triển khai thực hiện giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, triển khai dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trong các môn học. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, từng bước củng cố, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong cán bộ giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Bằng hình thức trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố, có điểm cầu đến cấp huyện, đơn vị.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Phụ nữ các cấp, đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ hội phụ nữ, hướng dẫn góp ý quy chế bầu cử trong hệ thống hội, gợi ý chương trình đại hội, đề cương báo cáo kết quả đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội. Hội nghị cũng quán triệt thông báo kết luận số 160 ngày 15 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 62 ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 22 ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, quán triệt chiến lược phát triển tổ chức hội và kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược này. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra của các tỉnh, thành phố, đơn vị, tập trung vào ba nội dung chính là hướng dẫn công tác nhân sự đại hội, đề cương báo cáo chính trị, đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ hội phụ nữ. Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Đồn và Ủy ban Nhân dân các xã Bằng Lãng, Đại Sảo tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Cạn. Trong đợt này, huyện Chợ Đồn có 3 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú ở các xã Bằng Lãng, Đại Sảo. Tại hội nghị, cơ bản các đại biểu nhất trí đề nghị tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể đối với 3 cá nhân trên. Từ kết quả lấy ý kiến từ cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn sẽ hoàn thiện các thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2021. Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, thành phố Bắc Cạn đã khai mạc giải bóng chuyền hơi nam nữ trung cao tuổi năm 2020. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên đến từ 22 đội bóng chuyền của 8 xã phường và các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Đối với các vận động viên nam thi đấu ở nội dung lứa tuổi từ 55 đến 60 tuổi và trên 61 tuổi, nữ từ 50 đến 55 tuổi và trên 57 tuổi, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, đội nào có thành tích cao nhất của mỗi bảng được tham gia thi đấu vòng bán kết và chung kết. Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi thành phố Bắc Cạn năm 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.